Chào bạn nha. Nay mình với anh Hai đi tiếp tục chiến đấu nha bạn. Ngày mới thì cũng cho anh em mình gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn nha. Kiếm gì vậy? Chào bạn nha. Anh Hai đã nặng nha bạn. Rồi, ở đây mình cái. Anh Hai đó một cái. Hai thằng đặt cũng gần nhau. Cái bẫy này là không có áo quần chân nha bạn. Chà. Có lý rồi bạn ơi, im. Phải vậy mới được chứ. Một em. Lụm gạo. Chà con. Này không nhận chạy hả con? Hai lạng bạn ơi, con đầu tiên luôn nha. Từ sáng tới giờ hai anh em mình mỗi người gần chục cái hết rồi bạn ơi. Rồi, tới cái bẫy tiếp theo của mình rồi các bạn ơi. Cái bẫy nè. Bạn ơi. Tới rồi. Tới rồi, hút rồi. Vô hút con trên hai ánh xanh mặt mày nó coi. Hút cái tủ âm đi. Ừ. Cái này là anh Hai anh biết cái này là cái whip của mình luôn. Hai cái hay gì đâu. Chứ anh Hai anh hay quá trời ơi. Rồi chết thiệt các bạn ơi. Chiếc quớt chùa còn nguyên luôn. Bành tam hiệp ra luôn. Trời ơi. Một cục thừa lưu luôn bạn ơi. Cái này mình nghi lắm mà. Quá êm. Ba lạng gửi. Để con bạch cức này cho mình mượn cái cây đi. Cây làm gì? Thì hôm bắt con răng. Tối ngày tao mượn đồ người khác hoài, mượn hoài không biết mắc cỡ. Thiệt tình chứ. Người ta dám mượn mà ai nó mắc cỡ. Phải tao không dám mượn thì tao mắc cỡ. Mượn các bạn mượn hoài luôn. Trời ơi trời, người ta mượn lần mà tao mắc cỡ gần chết rồi, này mượn hoài. Có dính gắn hoài tao phải mượn hoài. Ngộ thiệt chứ. Trời ơi con gắn này nó ốm nội ơi. Con này sắp lột da luôn, ăn được nó lột da. Mày về đi ăn lột cho mày. Lột da cho mày thêm củ cải trắng nè. Bốn lạng mà con này bốn lạng. Má ơi nó mắc lại như trong củ lạng luôn má ơi. Bốn lạng mà ơi. Em nó tươi tươi luôn. Cười cái ai? Để thấy mình ứa gan. Wow. Mới vô đó mình bị chết hết con bạn. Không được ăn luôn. Chạy quy vô lụm liền. Bữa nay chắc mình ăn hai kèo luôn quá. Hai kèo mới sợ. Trời mới dính con có bốn lạng rồi ăn hai kèo. Không bự rồi con ăn kèo bự rồi đó. Ừ. Thì tạm dẫn trước thôi về ăn hai kèo. Ăn luôn cái kèo mà nhiều nữa hả? Ở đây
Rồi ta mình tạm dừng nha bạn, mình qua cái khu nguy hiểm của mình, bên đó mình đặt tới 3 cái rồi nha bạn. Chuyện này cho Hai Huy chặn, nhưng mà Hai Huy biết tật. Thấy không nè. Quá em. Quá. Ta dẫn trước mình luôn, trời ơi. Chết rồi bạn ơi. Quá hay. Bằng con nãy luôn bạn ơi, bự hơn, nhỉnh hơn con nãy luôn. Cho mượn cái. Mượn hoài bực bội quá, cho bực bội vậy đó. Ừ. Lấy làm cỏ luôn nè. Chết rồi bạn ơi. Ghê quá. Đợi bạn tăng tốc lên bạn ơi. Ghê quá bạn ơi. Chết rồi. Tình hình căng dữ lắm rồi nghe bạn ơi. Chuyến bữa nay chắc ăn nữa rồi bạn ơi. Ăn cái gì mà ăn không biết nữa. Rồi 2-1 chết rồi bạn ơi, dẫn trước mình rồi bạn ơi. Rồi, để mình vô mình thăm cái của mình các bạn. Hay quy là mình chết vô rồi. Rồi tới cái bẫy của mình nha bạn ơi. Thua luôn. Con bẫy còn gồ ghề luôn. Dính con hình ba nha bạn. Mình ra mình nói chết chuột nha. Mình buồn thật chứ. Chết chuột luôn chứ. Đau thiệt. Đau thiệt chứ. Có còn hơn đi. Không cho người ta dính đi bạn ơi, không cho người ta dính ta táo tỷ số hai đều nha bạn. Người ta đem cool rồi, nó bắn nữa. Trời ơi máy nó quá nhiệt, nó tự tắt các bạn ơi. Hai anh bắt gắn ra cho mình cái nha, mình tạm dừng cái nha các bạn. Con này cũng hơi nhỏ, giờ Hai Huy thắng mình tỷ số gắn to rồi. Rồi tiếp tục, ở đây có một cái nha bạn ơi. Rồi ép lúa nữa bạn ơi. Ép lúa nữa rồi. Ép lúa cứng ngắt rồi nè, thấy không. Hy vọng là chín con hấu hành bự bự cho Hai Huy té tái chơi. Chà nặng dữ à. Em hành đó nha bạn. Hành đó nha. Rồi mình lại đặng mình bắt luôn bạn ơi. Dưới gốc cây này nè bạn, mình có một cái nha. Con này đạt 3-4 vụn. Ô con gì nó lôi cái bẫy mình. Nó nghiêng nó nữa bạn ơi. Kỳ vậy ta. Ui ai đạp bạn ơi. Chuột con luôn. Banh chành cái bẫy rồi. Tính đâu em còn đặt cái bẫy. Ai về không còn. Mưa rồi bạn ơi, mình hẹn với bạn là chuyến tới là ngon rồi, có mưa là được hả? Mình mới quất một con, trời ơi nó ngon lành, những canh chanh minh hòa xanh mặt rồi. Không nữa làm như là dữ lắm. Không biết nó bự hơn con có ai không hả? Kệ nó, mà tỷ số mới có 3 điều à. 3 điều mà con ta ăn cái kẹo bự rồi. Ăn đi. Nó ôi má ơi, sẽ chơi sẽ đi cô qua gì tùm lum hết trơn. Vô rồi bạn ơi.
Bạn thấy lúa chỗ lát lát phải không? Thêm trời mưa nữa thì chuyến tới thứ gì chiều nào bạn coi ông trời. Mây đen đen gắn đen đen. Thôi mình tắt các bạn, mưa tới rồi. Rồi, tiếp tục bạn ơi. Ở đây mình có một cái nha. Trời ơi, trống lỏng luôn má ơi. Wow, vậy mà được con ngựa. Được em không ngựa bạn ơi. Chờ anh hai ra anh nó quay thì mình bắt con ngựa này ra cho các bạn xem nha. Anh hai chỉ có ăn mình tỷ số con bự, chỉ chỉ có ăn gắn lớn thôi bạn, chứ còn tỷ số thì vẫn ổn nha, bốn điều nha. Đâu phải dễ ăn đâu. Còn ta dính cái bắt đầu chảnh là liền. Mát mình mà. Đâu phải dễ ăn quà này đâu. Hãy đợi đấy, bạn hãy chờ coi cuối clip ai ăn ai nha. Bữa nay mình ăn mình đầu sát xương luôn nè chứ không có tha đâu. Trời ơi, hổng gài có ăn ta đâu mà đồi sát xương. Bữa nay ăn mấy đồi nè, hổng gài phải có ăn thì đâu có đồi. Bữa nay ăn mấy đồi nè. Hay quá má ơi. Con này mới tọt luôn ha. Con đó mới lột hồi nãy. Mới lột hả cưng? Được, đưa vô ngón. Ngon ngon đưa vô, ngon đưa vô. Đưa vô. Trời, đưa chi nhiều. Nó phạt cái đó hả gì? Gì chứ mà sợ con rắn. Mình tắt các bạn tới cái thì chưa tới dính mình quay cho bạn xem nữa nha. Ai dính? Mình. Mưa lớn lên đi ông trời. Bạn coi là ông trời ông chuyển mưa đen vậy mà ông mưa 5 găm hoài ông không có chịu mưa lớn. Giờ anh hai còn có một cái nữa nha các bạn, mình cũng còn một cái nha. Không quá ăn có một kèo một thôi chứ sao mà ăn hết hai kèo được. Con một cái thì tội nghiệp con lắm. Rồi chết em mà quạo. Chết rồi đó. Mình thấy gục cất chưa? Trời trời. Sao mà kỳ cục vậy ta? Bên này bạn nguyên gục cất chả bá luôn nè bạn. Chết rồi đó. Chết em mà quạo. Trời ơi trời. Thành mini bạn ơi. Để cục cất chống mặt hai bãi cùng tạm. Trời ơi trời, toàn là vớt cú chót không vậy mấy chứ. Mình còn cái bên kia bạn, mình qua bển mình quất một cái nữa kìa. Rồi đây mình có một cái cuối cùng nha bạn ơi, xong cái này ra mình tổng kết cái số gắn cho bạn xem nha. Rồi, chuột chạy long nhông bạn ơi. Hiểu. Chuột con bạn ơi.